Rất vui vì nhà mình mới sửa sang lại xong xuôi các bạn ạ. Và cái đợt chuyển đi để cho thợ vào làm ý, thì mình có thanh lý toàn bộ nội thất cũ. Vì là bản thân mình là có ý định là mình sẽ làm mới lại toàn bộ nội thất ở trong nhà. Cũng rất là may vì là mình đã gặp được người mua rất là thiện chí. Và bạn ấy cũng tự gọi thợ mộc đến gỡ đồ đạc đi hết. Nhưng mà chỉ duy có một điều rất là kỳ lạ là những cái tấm gương lớn và rất là đẹp ở nhà mình ấy, thì họ lại bỏ lại hết toàn bộ, không đem một tấm nào đi. Mặc dù những cái tấm gương đấy đã được đo đi cho các mảng nội thất thống nhất ở trong nhà của mình. Và mình cũng hơi tò mò một chút, nên là mình cũng nhắn tin cái sự lạ này lên nhóm cho cái lũ bạn của mình, trong cái nhóm tâm linh của mình ạ. Thì mình cũng định bụng kể cái sự lạ này thôi. Và sau khi mình kể xong một cái ấy, thì tự nhiên có một bạn ở trong nhóm, một thằng bạn của mình, nó mới nhảy lên rồi nó gọi điện cho mình luôn trong đêm và kể cho mình nghe một câu chuyện của chính gia đình nó. Đây là một câu chuyện có thật và nghe xong cái mình đã phải lên chia sẻ ngay cho các bạn đây. Hóa ra vì cái điều này mà người xưa cực kỳ kiêng kỵ cái việc đem hương của người khác đã qua sử dụng để mang về treo trong nhà của mình. Chào các bạn nhá, lại là mình cô bé Hà Nội với series chuyện ma dân gian có thật đây. Câu chuyện đấy là như thế này, thì bà nội nó, thằng bạn mình tên là Ca nha, thì quê gốc ở Hưng Yên. Sau khi mà bà nó theo cụ ở Bắc Giang sinh sống ý, thì bà nó có ở lại ở trên đó luôn. Khi mà gia đình cất đất xây nhà thì cụ có một cái hương to, loại có khung gỗ khảm ngọc trai rất là đẹp. Mà ngày trước ấy, cụ của Ca hôi của được từ một cái anh hàng đồ cổ. Câu chuyện đấy là cái người bán đồ cổ này này, người ta chở bán ghế lim cũ đi bán ở chỗ Bắc Giang quê nói. Nhưng chẳng may là cái người ấy lại bị cảm nên là mất ở dọc đường. Còn các cái đồ người này thì bị người làng xuống vào khuân đi hết. Cụ của nó chậm tay nên là chỉ lấy được một cái hương thôi. Vào cái thời ấy thì gạo trâu củi quế, nói chung là tìm được một cái gương loại xịn như thế thì cũng gọi là rất là may mắn mà tạo được rồi. Thì cụ nó rất là quý cái gương nên là đem treo ở trong nhà chính. Mà bà của Ca ngày đấy thì vẫn còn là con gái, chưa lấy chồng đâu. Hồi ấy cái gương thì để đối diện, chiếu thẳng vào buồng ngủ bà. Nó mới kể là bà có ba chị em, bà Ca là lớn nhất, ở bên dưới là có hai người em nữa, ông 2 tuổi và một người bà nữa là 14 tuổi. Con út của các cụ ấy là con trai, là các cụ đẻ cố thôi, nên là cái lúc đấy bà của Ca 17 tuổi rồi mới có em trai. Thì cụ mang cái hương về nhà, không biết làm sao mà tự nhiên hồi ấy, bà của Ca nhìn cái hương này lần đầu đã thấy không ưng ý một chút nào. Mà có vẻ cái hương này, cái màu sắc của nó trông lại còn rất là lạ. Màu nó cứ xanh xanh tối tối mà lại còn đục nhờ nhờ, chứ nó không được sáng như những cái hương khác nha. Bà có kể là mỗi khi soi thì mặt mũi phản chiếu bên trong, không hiểu làm sao nhìn bản thân mình ở trong đấy có cái vẻ gì đấy nó rất là u uất mà nó rất là buồn rầu ảm đạm. Và trên gương nó còn loang một cái vết gì bám vào, lau mãi không sao sạch được. Năm đó bà của Ca đi tham gia đội dân công, bà đi lấp đường kè đê, thường đến tối mới được về. Mà về thì bà phải băng qua một cái cánh đồng toàn những mả có người mới chôn vì bị trúng bom. Bà rất là gan nên là không mấy khi bà sợ đâu. Chỉ có duy nhất một lần là bà đi qua đấy thì dưới những cái nấm mộ ấy, sau cơn mưa rào mọi người, đất nó ẩm làm cho cái môi trường thay đổi và người ta sẽ dễ thấy có những cái đốm lửa ma chơi màu xanh nó phụt lên từ dưới mộ. Và cái ngày hôm đấy thì bà thấy cái đám khói xanh nó cháy lập lòe, bên trong lại còn có hình dạng của những bóng người. Có lần bà đi qua đấy thì đồng loạt mười mấy ngôi mộ đều có ma chơi cháy lập lòe. Mà cái giống ma chơi nó buồn cười lắm. Nếu bạn mà giật mình chạy ấy, thì cả mười mấy ngọn lửa ma chơi nó sẽ theo cái lực ma sát của không khí mà cũng đuổi theo ở phía sau luôn. Thì lúc này bà chạy thì nó chạy, mà bà dừng lại thì nó dừng lại. Cuối cùng bà không dám chạy nữa mà bà đứng lại khoảng 5 phút thì cái bọn ma chơi nó tự nhiên nó tan biến hết. Và từ hôm ấy thế là bà cũng không bao giờ dám đi qua đó thêm một mình một lần nào nữa, mà bà thường phải đi cùng với mấy người khác để đi đường vòng. Tuy hơi xa nhưng mà không có mảng người chết. Đi về muộn nên là bà có hôm về nhà tận lúc đêm khuya. Bà mở cửa gỗ bước vào trong nhà, bản lề nó kêu lên ken két. Bà mới ngó đầu vào trong thì bà chỉ thấy có cái ngọn đèn dầu thắp trên nóc tủ. Hôm ấy là cái ngày mà cả nhà đã đi ngủ hết rồi, thì bà định xuống bếp lấy cơm nguội lên để ăn. Lúc mà đi qua chỗ cái gương, bà mới thoáng nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong gương. Lúc này thì theo như mọi người bình thường thôi, là bà dừng lại để bà ngắm nghía một hồi lâu cái hình ảnh của chính mình trong gương ấy. Thì ban đầu bà còn chú ý đến mặt mũi nên là không để tâm đến những cái khác. Sau đấy bà mới bất ngờ nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu ở phía sau lưng nhá. Ở phía cái căn buồng ở cạnh góc nhà, nơi có tấm màn gió đang hơi đung đưa từ cửa sổ hắt vào. Ca nó kể rất chi tiết cho mình nghe. Nó bảo rằng là bà nó nói là chắc chắn là bà nó đã thấy có một bộ tóc đàn bà cùng với cả một cặp mắt đen, một cái gương mặt có làn da trắng thoáng có vài giây thôi, và cái khuôn mặt trắng đó ấy, nó đang thò nửa mặt ra và nó nhìn bà chằm chằm trong gương. Thì lúc này bà sợ quá và giật mình và quay đầu lại xem như nào. Thì khi quay đầu lại chẳng thấy có ai nữa cả. Lúc sau thì bà lại quay lại nhìn vào gương và bà lại nhìn thấy cái hình ảnh của chính mình hiện lên trong gương. Và không hiểu sao lúc đấy bà lại tự giật mình đánh thót một cái. Cái hình ảnh lúc này của bà trong gương ấy, bà nói rằng là trông nó cứ nhợt nhạt mà hốc hác như là một người đang ốm nằm chờ, khác hẳn hoàn toàn so với cái vẻ tươi vui hàng ngày của bà. Không những vậy, trên mặt còn vương lại một chút gì sợ hãi, phảng phất một chút kinh hoàng, làm cho bà rùng cả mình.
Bà thì không nghĩ nhiều đâu, vì là cái cơn đói nó đã kéo tới rồi và bà cũng là một người rất là gan. Bà cho rằng bản thân về trễ hoặc đói quá hoa mắt nên nhìn thành gà hóa cốt vậy thôi. Sau đấy thì bà bỏ xuống bếp sới tạm bát cơm đội sắn và ăn cùng với một ít rau mùng tây luộc. Bà vừa ăn vừa nghĩ đến cái cảnh hãi hùng trước đó, thì bà nghe ở trên nhà lại có tiếng cụ gọi. Bà mới vội vàng lên nhà thấy cụ ngồi bàn uống nước. Bà đang rất là thắc mắc không hiểu sao cụ lại ngủ muộn như thế. Thì cụ mới bảo với bà là: "Này, mai mày sang làng Hạ mua cho bu mấy cân chè nhá. Sắp tới nhà mình có cỗ, mua để sẵn còn 10 lạng nước." Cái cỗ mà cụ nói đến là dỗ cụ cố nhà ca vào ngày 24 tháng 6 lịch. Và bà cũng dạ vâng, rồi là bà cũng đi ngủ. Thì đêm đấy bà kể là bà nghe thấy ngoài phòng khách có cái tiếng gì ghê răng lắm, cứ như là ai nó dùng cái vật gì sắc nhọn và cứa lên mặt kính nghe, răng rắc, két két. Nó vừa ghê răng nó vừa bốc óc và nó rất là khó chịu. Thì lúc này bà sợ là ông Út lúc đấy được 2 tuổi, chẳng may là đêm hôm tỉnh dậy chạy ra nghịch ngợm thì sao. Nên là bà mới định bụng chui ra khỏi màn để quát ông Út vào nhà ngủ. Nhưng mà khi mà bà vừa đi ra đến cửa ngó đầu trông sang gian chính ấy, thì bà lại nhìn thấy có một người phụ nữ mặc áo đen quần lụa trắng nhặt đang đứng úp mặt vào cái tấm gương khảm trai đấy và lấy cái bàn tay toàn những cái móng dài cào vào tấm gương, nghe cứ răng rắc ken két. Lúc này bà bực mình quá thì bà mới nạt lên rằng bà bảo: "Này con Nguyện, mày nghịch cái gì nửa đêm nửa hôm đấy kìa, mày không cho tao với cả thầy bu ngủ hả?" Bà cứ tưởng người ấy là bà Nguyện, tức là em thứ hai sau bà ấy, nhưng rồi bà mới chợt nhận ra cái người này không hiểu sao lại cao hơn bà Nguyện. Cái dáng và cái tóc tai trông nó cũng lớn hơn. Cho đến khi bà kịp nhận ra điều đấy ấy, thì cái người đó mới từ từ quay lại. Và bà mới nhìn thấy rõ ràng đó là một người đàn bà rất là đẹp. Cổ có đeo ngọc trai, có khuyên hoa tai, tay đeo nhẫn vàng và cái tóc bới cao giống một cái người nhà giàu những năm còn thuộc Pháp. Thì bà mới đứng ngẩn ra đấy nhìn không chớp mắt, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và cũng chẳng biết phải lên tiếng hỏi như thế nào cho phải. Thì bỗng nhiên cái người phụ nữ lạ mặt đó người ta mới quay lại. Sau đấy người ta nghe cái răng ra cười khúc khích. Cái hàm răng nhuộm đen bóng và làn da trắng sáng dưới ánh trăng khiến cho bà của ca giật thót sau sống lưng, lại cảm giác có cái gì đấy nó lạnh lẽo. Rồi đáng sợ hơn một cái điều nữa là người phụ nữ đó lại còn từ từ chui vào bên trong tấm gương như là người ta bước vào một cái cánh cửa. Và bà nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc và xen lẫn những sự khiếp sợ. Thế lúc này bà mới la ầm lên, làm cho người nhà, các cụ và các em của bà đều dậy hết. Mọi người chỉ thấy bà đang ngồi trên giường, hai mắt thất thần, hướng cái nhãn tuyến nhìn vào bên trong tấm gương tận ngoài khách. Thì lúc này bà mới nhìn xa xa đấy, bà thấy rõ ràng cái hình ảnh phản chiếu từ ánh trăng lạnh lẽo có in một hình ảnh lờ mờ gì đó, bóng hình của một người đàn bà lên cái tấm gương đấy. Bà rất cố gắng để giải thích cho các cụ và kể cho các cụ nghe câu chuyện mà rõ ràng chính mắt bà đã nhìn thấy ở bên trong gương có một cái người vừa mới chui ra. Rồi bà ngạc nhiên hơn một điều nữa, bà nhận ra rằng mình đang nằm ở trên giường mọi người ạ, chứ chưa hề bước chân ra đến khỏi phòng. Ngày hôm đấy thì chắc chắn rồi, bà bị cụ mắng cho một trận, và đêm hôm đó là một đêm thao thức của bà. Xin chào các bạn, lại là mình, cô bé Hà Nội của chuyên mục series kể chuyện ma dân gian đây. Và như ngày hôm trước ấy, thì mọi người có nhắn tin cho mình rất là nhiều, hỏi là: "Linh ơi, cái bản text của câu chuyện này thì Linh đã up lên trang cá nhân của Linh chưa?" Thì mình cũng xin thưa mọi người rằng là mình chưa có thời gian để ra bản text, thì mình sẽ cố gắng hoàn thành bản text trong hôm nay hoặc ngày mai nha mọi người nhá. Và cũng không để mọi người đợi lâu hơn nữa, như mọi người đã theo dõi là cái câu chuyện bà của ca với một cái giấc mơ rất là kỳ lạ về cái chiếc gương cổ ở trong cái căn nhà mà cụ nội của bạn ấy, tức là mẹ của bà bạn ấy, có nhặt và lượm về được. Thì ngày hôm sau ấy, bà của ca mới đi chợ mua chè về. Và ngày hôm đấy thì bà có đi qua một cái quán nước. Khi mà đi qua quán nước thì bà mới ngồi lại uống mấy đồng nước vối. Rồi bà cũng vô tình nghe ngoài hàng có những cái người đang ngồi kể chuyện ma, những cái câu chuyện như là yêu tinh này, mèo hóa cáo này, hay những cái câu chuyện chó thành tinh vì ăn nhầm, toàn những cái chuyện ghê sợ cả. Bà tự nhiên cũng rất là vui miệng, bèn đem chuyện cái gương ra mà kể. Thì bỗng nhiên có một cái bà ở đấy vỗ đùi đến đét một cái, bảo là: "Ô, thế nhà chị lại cũng có một cái gương ma như thế ạ? Làng tôi ngày xưa ấy cũng có một cái gương như vậy đấy." Và rồi cái câu chuyện này nó vào guồng từ lúc nào không biết. Người đàn bà lạ mặt đó bắt đầu kể: "Chuyện này nó xảy ra ở làng Hạ, mãi ở bên kia sông cơ. Cái người này sang đây ngày hôm nay là để đi buôn chuối, vì là chợ huyện nằm ở bên này. Ở cái chợ bên này thì hay họp và đông người mua bán lắm, nên dân ở khắp các vùng quanh đấy vẫn đến để họp chợ. Người đó kể với bà là làng bà ấy có một ông thợ mộc và một bà vợ bị bại liệt. Như thường lệ thì ngày ngày ông ấy đi làm, còn bà vợ thì ngồi xe lăn. Ông này ông có đóng cho vợ một cái xe gỗ có thể đi tới đi lui. Bà vợ ông ấy lúc trước thì còn đi chạy chợ kiếm tiền được. Xong tự nhiên có một đêm thì bà ấy bá lên cơn sốt lạ. Lúc mà bà khỏi thì bà bị liệt mất hai chân. Bây giờ là bà không có làm ăn gì được cả. Bà đành ở nhà lấy xe lăn đi lăn lại để cơm nước đỡ đần gia đình thôi. Nhưng mà nói là cơm nước đỡ đần gia đình ý, thì cũng chỉ làm những công việc như là nhặt rau với nói chung là cua được cái nhà giỏi. Còn mọi việc đều phải nhờ đến lũ con giúp đỡ. Thì bà này từ khi bị liệt, ông chồng cũng đâm ra ít khi quan tâm hỏi han đến bà ấy. Đàn ông ngày xưa mà, đàn ông ngày xưa thì vẫn hay có cái thói gia trưởng và lạnh nhạt với vợ con. Đôi khi
họ chỉ coi vợ con như là con sâu cái kiến, giống như là mang nợ vào người. Nên là khi ông ấy thấy vợ đã tàn tật, ăn không ngồi rồi, thì vui buồn đều vô cớ chút giận nhức móc hết lên bà ấy. Sau lại được mấy đứa con học theo cái thói xấu của bố, chúng nó cũng hùa cả vào. Bữa ăn chúng nó chỉ có múc cho mẹ bát cơm không, hay là nó trộn thêm một tí nước, chứ không hề có tương mắm rau dưa gì cả. Nếu mà giả như cái hôm nào mà đánh được con cá to mà bà vợ rất là muốn ăn cùng, nhưng mà cũng không có dám mở lời để xin. Cái bọn bất hiếu tệ bạc ấy ngày càng tệ, khiến cho người mẹ phẫn uất nhưng mà vô cùng bất lực. Bà mẹ hay ngồi trước cái gương gắn ở trên tường, miệng bà lẩm nhẩm những câu gì không ai rõ. Lẩm nhẩm mãi thì thành quen, rồi thành ra người lẩn thẩn nửa tỉnh nửa mê. Và mọi người biết đấy, trong gương ấy, từ xa xưa các cụ đã cho rằng đó là một cái thế giới trái ngược, một thế giới có phần không hoàn hảo. Tuy nó phản chiếu sự thật bên ngoài, chúng mãi mãi chỉ là thế giới ở trong gương và không bao giờ trở thành sự thật. Gương thuộc âm khí vẫn luôn bị cho là một vật của ma quỷ, một vật thuộc về thế giới của cõi âm. Vì vậy, gương được xem như là cánh cửa giữa thực tại và mơ hồ, là cái nơi phản ánh những thứ buồn vui đau khổ. Những thứ ấy nó đều phản ánh trong gương. Nhiều người cho rằng trong gương có một con quỷ mà mỗi khi ta nhìn vào nó sẽ học hỏi cách ta cười, ta khóc, ta đứng, ta đi hàng ngày. Rồi đến lúc một khi nào mà thân thể của ta yếu ớt ấy, nó sẽ chui ra ngoài và tìm cách đánh bại ta, rồi hóa thành ta và giam cầm cái linh hồn của ta bên trong mãi mãi. Nhưng mà đó chỉ là những cái lời đồn vô căn cứ mà thôi. Còn bà già bị liệt ấy, thì sau một thời gian ngồi ở trước gương cùng một vị trí ấy, thì cái hình ảnh phản chiếu của bà ấy ngày ngày qua ngày khác như in ở bên trong cái gương đó. Rồi cho đến một ngày thì tự nhiên bà ấy biến mất, không một ai thấy bà ấy ở đâu. Thời còn đói nghèo nên là mọi người cũng không có quan tâm để ý nhiều đâu, và các con rồi chồng của bà ấy cũng không thấy. Người ta đồn nhau rằng là thì cũng có lẽ là chắc là bà ấy bị con quỷ trong gương nó bắt vào trong. Ai cũng đinh ninh rằng là bà ấy đã bị bắt vào trong gương rồi. Nói chung là ngày xưa người xưa có những cái suy nghĩ mà nó rất là, thật sự là mình nghe mình cũng cảm thấy nó rất vô lý nữa. Nhưng mà đỉnh điểm là có một hôm đứa con trai cả nó soi cái bóng của nó vào trong gương và nó nhìn thấy bóng của mẹ nó. Cái bóng phản chiếu qua ánh sáng hiện lên một cái hình ảnh mờ đục, là hình ảnh của bà mẹ đang ngồi xe lăn với một cái hốc mắt đen xì và một cái gương mặt rất là buồn bã. Khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của mẹ cứ làm cho cái đứa con trai cả trở nên sợ hãi mà giật mình ngã ra đằng sau. Nên là cái câu chuyện này được đồn ở trong làng càng ngày càng nhiều. Rồi trùng hợp làm sao là thằng con trai thứ hai và cái đứa con bé út ấy, hễ cứ soi gương một lúc buổi sáng là sẽ thấy hình ảnh của bà mẹ hiện ra trong gương. Chúng nó mới dần tin vào cái việc là có khi mẹ nó đã bị cái con quỷ trong gương lôi bên trong. Nhưng chỉ có ông bố luôn luôn cáu kỉnh là không bao giờ tin. Ông ấy gạt đi, mỗi khi có người nhắc đến bà vợ bại liệt thì ông ấy gạt đi một cách rất là quyết liệt, giống như là ông ấy muốn phủ nhận và muốn bà ấy biến mất luôn khỏi thế giới ấy. Rồi đến một cái hôm ông bố đi đâu về, thì bình thường đêm ông ta sẽ đi đánh bạc, nhưng hôm nay tự nhiên nửa đêm ông đã về rồi. Và lúc này ông ngồi vào cái xe lăn gỗ, ông ấy mới lẩm bẩm cái gì đấy ở trước gương. Cái tiếng nói của ông ấy to đến là to, làm cho tất cả lũ con trong nhà thức giấc. Mà khi nó nghe cái tiếng to thất thanh đấy thì chúng nó ra xem bố nó như thế nào. Thì lúc này ấy, nó thấy ông bố miệng đã méo. Và cuối cùng mọi người biết sao không? Ông bố cũng trở thành người bại liệt, đến chân tay cũng không cử động được, sống không ra sống. Chẳng như một cái luật nhân quả, điều mà cái lũ con của ông ấy đối xử với bà mẹ thì nay chúng nó lại đối xử với ông ấy y như thế. Cho đến một cái đêm này thì ba đứa con nó mới bàn với nhau, hay là Quách lão già đi, sống dở chết dở, người hầu người hạ, thế thì còn làm ăn được cái gì? Có mỗi cái nghề làm gỗ mà không làm được thì để mãi nó cũng hụp hỏng đi mất. Những cái lời thì thầm của những đứa con đó, ông bố ngồi xe lăn đều nghe thấy hết cả. Giờ là ông ấy liệt hoàn toàn nên là ông không nói được, nhưng mà ông ấy vẫn nghe và hiểu được mọi thứ. Khi mà nghe xong cái điều đấy thì ông run rẩy khi ông thấy lũ con bàn với nhau sẽ cho bố đăng xuất luôn để bớt đi một miệng ăn. Mà cái thời kỳ ấy lại đang trong thời kỳ đói kém ấy, bớt một miệng ăn cũng là bớt đi một nỗi lo trông thấy. Mà lại sống như thế thì sống để làm gì? Lòng người thật sự nó bạc thật ấy. Ôi các bạn ơi, một ngày đẹp trời ngủ dậy thì mình đã bị đổi tên thành Tĩnh Vân Các mọi người ạ. Vẫn là mình cô bé Hà Nội với series Ma Dân Gian đây, chỉ là mình đang bị đổi tên tạm thời thôi. Câu chuyện về những đứa con bất hiếu. Mọi người vẫn đang theo dõi câu chuyện Chiếc Gương Cổ của Cụ đúng không ạ? Và ở cái phần trước ấy thì câu chuyện dừng lại ở những đứa con bất hiếu. Những đứa con bất hiếu này thật không thể ngờ được đúng không mọi người? Người ta gọi đó là luật nhân quả. Và đêm đó ấy, mọi người biết sao không? Cả làng quê yên bình đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng nhiên có một trận sấm chớp nổ đùng đoàng trên bầu trời. Và trong căn nhà với ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu leo lét và cùng với cả những ánh sáng chớp nhoáng của những tia sét rạch ngang bầu trời, lúc này ông bố mới nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen ngòm in trên tường của những cái đứa con mình một tay nuôi lớn. Và thật không thể ngờ được, thằng con cả tiến tới. Nó chính là đứa ra tay.
tay nó cầm cái gối rồi từ từ bước đến trước mặt ông bố. Mà lúc này ấy, ông bố đang dương đôi mắt sợ hãi lên nhìn con mình chằm chằm. Chúng nó máu lại đến nỗi mà không cần suy xét, ba đứa nó cho bố đăng xuất xong thì quấn ông ấy vào một cái chiếu cũ và nhân cái lúc trời mưa sấm chớp lôi ông ấy ra vườn. Chúng nó quyết định sẽ ở một cái gốc chuối, hai thằng con trai thì hì hục đào một cái hố. Khi mà chúng nó vừa đào ấy, chạm 2 mét thì chúng nó đã chạm phải một cái vật gì như là một cái manh chiếu mọi người ạ. Hai thằng con mới thấy làm tò mò, nó dỡ cái tấm chiếu ấy ra thì mọi người biết điều gì xảy ra. Bên trong, dưới cái hố đó, sẵn đã có một cái xác người, xương thịt đã rã ra rồi. Duy chỉ có hai cánh tay của cái xác đấy là đang giơ lên, nó giống như là đang cầu cứu. Và khi mà chúng nó nhìn vào cái đôi vòng tay ở trên tay của cái xác ấy thì chúng nó nhận ra ngay cái người nằm bên dưới nấm mồ kia chính là mẹ của mình. Lúc này mấy thằng con nó mới vỡ lẽ ra. Hóa ra ấy, không có con quỷ nào nhốt mẹ ở trong gương cả, mà chính bố nó đã cho mẹ nó đăng xuất rồi lén lút sau vườn. Và bây giờ đến chúng nó cũng cho bố chúng nó đăng xuất và cũng làm cái điều tương tự ở tại chính cái hố mà bố nó đào. Cả bọn hãi quá, mà bây giờ sự đã rồi nên là chúng nó bàn nhau, chúng nó đặt thây của bố nó xuống, sau đấy cùng nhau lấp đất lại. Thằng con cả về nhà ấy, nó như là có cái điểm gì nó cảm thấy rất sợ hãi, nó lấy bố đập vỡ cái gương. Và từ những cái mảnh kính ở trong gương ấy, bỗng đâu rỉ ra một cái dòng, nó có cái màu tươi đỏ, không biết là ở đâu mà trông nó như là màu máu tươi. Và khi mà nó nhìn thì cái khuôn mặt phản chiếu ở bên trong cái gương bị vỡ nát ấy, nó mới nhận ra rằng tấm gương trong nhà vỡ thì cái gương mặt của nó ở trong gương cũng giống như là cái gương mặt đó, chẳng chịt những cái vết rách. Nó sợ quá và cuối cùng thằng anh cả đã ngã ra đất. Và chẳng may gương mặt của nó chạm phải những cái mảnh kính nên là mặt mũi nó nát bươm. Còn hai đứa em sau khi nhìn thấy cảnh đấy thì quá hãi hồn nên là hóa điên luôn, rồi điên rồi dại. Và cái nhà ấy bây giờ đây vẫn còn hai đứa con út, tuy đã già rồi nhưng mà cứ ngây ngô điên dại, không có khi nào tỉnh táo cả. Sau khi bà của ca nghe về chuyện cái gương ma của bà khách hàng nước xong ấy, thì bà ấy bắt đầu tự thấy sao mà nghe trong cái câu chuyện này nghe có lúc nó rất là giống cái câu chuyện của bản thân mình. Chỉ là cái gương nhà bà ấy thì bà thực sự cảm thấy là chắc chắn là có một cái thực thể nào đấy đang ẩn khuất và đã bước ra từ trong ấy. Rồi đến cái hôm dỗ cụ cố ấy, gia đình có mời một người đồng cô đến dỗ. Thì bà đồng này là người trong họ, theo vai vế thì gọi bà của ca là cô. Cả nhà đang đúng bình thường ấy, thì tự nhiên bà đồng mới chạy ra cái gương ấy rồi là soi mình trong gương. Sau khi soi xong thì mọi người lại thấy bà đồng bỗng nhiên đổi diện, và bà chạy một mạch ra sân mấy vòng liền giống như là người bị nhập. Lúc này là mắt của bà đồng nó trợn lên, đứng chống nạnh ở trước sân rồi là quát vọng vào rất là to. Nhà chúng mày ăn uống vui nhờ, nhà chúng mày có cỗ to mà chúng mày không mời tao ăn. Rồi mà xem, chúng mày khắc biết. Thế sau khi nói ra cái câu đấy thì ánh mắt của cô đồng ấy tự nhiên là lườm lườm nguýt nguýt. Bà của ca bỗng chột dạ vì cảm thấy cái ánh mắt này sao nó quen thế. Nó y hệt với cái người hôm trước mà bà thấy ở trong gương. Khi mà cô đồng ngồi ăn ấy thì với lên miếng trầu nhai nhóc nhép, sau đấy là cái bã dầu ấy mọi người, nó nhoen ra khóe miệng đỏ lòm. Ăn dầu xong thì cô đồng tự nhiên rất là tự tiện mới chạy lên trên ban thờ mà lúc mà người ta đang thờ cúng ấy, với lấy xôi với gạo trên ban xuống ăn một cách tự nhiên trong khi mà còn chưa cúng xong. Lúc này trong nhà không một ai dám can ngăn, mọi người cũng không hiểu sao cả nhà ai nấy lại im bặt. Cái linh hồn đó ăn uống xong xuôi ấy, thì thoát ra khỏi cô đồng. Lúc mà thoát ra, cô đồng mới lảo đảo một hồi rồi ngã ra đất. Sau sự việc đó, cả nhà mới lao sao bàn luận và hỏi han cô đồng. Ai cũng đoán giả đoán non, mọi người rất là thắc mắc không biết là hồn nào nhập vào cô đồng để đi vào tranh cướp cái đồ ăn trên bàn các cụ như thế. Lúc này trong nhà chỉ duy có bà của ca là biết chắc chắn có lẽ đó chính là cái vong hồn từ cái gương cổ kia. Nhưng mà bà im lặng, bà không dám hé răng nửa lời. Bà đợi đến 3 hôm sau, khi mà cụ bà sửa soạn lên nhà cậu, thì cậu này ở vai vế thì là anh của cụ. Cậu này từ bé đến lớn cứ nói cười như trẻ con ấy, lúc thì tỉnh táo, lúc thì như trẻ con, nhưng mà lại xem bói rất là tài, nói đâu đúng đấy. Mọi người đồn rằng là cậu này ăn lộc của cậu bé tại gia. Sau cái bữa dỗ cụ cố hôm trước ấy thì cụ mới rất là lo lắng nên mới lên hỏi cậu xem là trong nhà có động mồ động mả hay là có cái vấn đề gì không. Thì lúc này ấy, cậu đang bình thường thì cậu lại hóa như một đứa trẻ con, rồi cậu quay lại cậu nói: "Nhà mày ấy là các cụ đi hết rồi, không một ai phù hộ nhà mày đâu. Mà tao nhìn trong nhà mày có con ma ở đâu vào, nhưng mà con ma này nó mạnh lắm, cậu sợ lắm, cậu không làm gì được nó đâu. Cậu mà làm gì nó à, nó cậu ngay." Nói xong ấy thì cậu lại trở lại bình thường, mà hỏi chuyện cậu thì cậu lại ngơ ngác như là cậu không biết cái điều gì vừa xảy ra luôn ấy. Sau khi nghe cụ phán vậy thì bà với cụ lại ra về. Mà sau khi nghe cậu phán thì bà càng chắc chắn hơn là ở trong gương nhất định có một cái thực thể gì đó. Sau đó bà mới thỏ thẻ bà với cụ: "Bu này, con nói thật, hay Bu về bảo với thầy, thầy Bu đem cái gương ấy vứt đi, con thấy nó cứ làm sao ấy, con mới nghi." Thế cụ mới gắt lên, cụ bảo là: "Mày nghi cái gì?" Thì lúc này bà mới dám nói thật, bà bảo là: "Con cứ nghi là cái con ma đấy ở trong cái gương chứ chẳng phải là ở đâu. Lần trước con đã gặp rồi, mà rõ ràng là con còn mơ thấy,
đêm đó Bu không nhớ à? Lúc này cụ mới ngớ người ra. Ừ nhỉ, tao quên mất lần trước có cái đêm trước hôm giỗ ông cố, mày bảo là mày thấy mà tao không tin. Thôi được rồi, để tao về tao nói với thầy mày xem thế nào. Xin chào các bạn, lại là mình cô bé Hà Nội với series chuyện ma dân gian đây. Để tìm trước bản text của câu chuyện này, các bạn hãy vào phần đầu trang cá nhân top top của mình nha. Mình có ghi ở phần đầu ạ. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, sau khi gia đình của bà Ca gặp biến cố, cụ của bạn tức là mẹ đẻ của bà bèn đi về nhà ông cậu coi bói. Và ngay khi khẳng định được sự lạ trong nhà có lẽ đích thị là từ chiếc gương mà ra, thì hai mẹ con mới bàn với nhau nói với bố tức là cụ ông. Nhưng khổ cái cụ ông ngày còn kháng chiến thì ở cụ ông làm trong xã, sau già thì thôi không làm nữa, nên tư tưởng của cụ ông rất là cứng rắn. Vào cái thời đó mê tín là một tội rất là to, chủ trương bài trừ mê tín mạnh mẽ lắm, nên cụ bà chỉ dám nhẹ nhàng nói với chồng vì là biết tính cụ ông nóng nảy hay ra lệnh quá đạt. Cụ ông thì nghe cụ bà nói đã tỏ ra rất là khó chịu rồi, nhưng cũng chỉ gắt nhẹ: "Thôi bà đừng có liên thiên mãi đi, đâu ra ma với quỷ, tôi có thấy cái gì đâu." Cụ bà nghe đây thì dỗi hờn nên là nói lẫy: "Ông là đàn ông ấy, ông cứng vía, cái mai nó yếu vía, nó thấy nó sợ. Cái gương vốn đi hôi của người chết đường chết chợ, hay ho gì mà giữ lại, ông tiếc cái gì?" "Tôi không tiếc, nhưng bà xem cả cái làng này có ai có cái gương như nhà mình không?" Cụ bà tức lắm mới nói rằng: "Thế mà ông còn kêu không tiếc, ông gàn nó vừa chứ." Rồi có ngày, nói đến đây thì cụ bà không dám nói nữa. Cụ ông mới quắc mắt lên: "Bà nói có cái ngày gì?" Thấy cụ ông gắt quá, cụ bà chán nản nên là đành im lặng, không thèm cãi nữa. Bà của Ca lúc ấy mới nằm ở buồng bên cùng với bà Nguyện. Cả đêm bà trằn trọc không sao ngủ được. Bà cứ nghe thấy bên ngoài có cái tiếng rột rạt của móng tay cào vào mặt gương nó lại vang lên. Cái tiếng rột rạt sột soạt trong đêm nghe nó đến là khó chịu. Bà nằm đã khó ngủ, còn bị cái tiếng kia tra tấn mãi. Bà mới bật dậy định đi ra ngoài xem tình hình như thế nào, thì bỗng bà Nguyện em của bà tự nhiên lại bật dậy đi ra ngoài trước. Ở phòng bên, ông Út lúc đấy khóc ré lên, một cái tiếng khóc hờn của trẻ con trong đêm tối tĩnh mịch. Đây là một đêm trăng với tiếng trẻ con khóc, vài tiếng chu của con chó và cả tiếng rít rít sột soạt của mặt gương, làm cho người nghe cũng phải một phen tim đập loạn nhịp, chân tay run rẩy. Ba lại thấy bà Nguyện lục lọi cái gì đấy trong hòm quần áo, trông bà Nguyện như người mộng du. Ba của Ca lúc này cả người nặng như chì, không tài nào dậy nổi, rõ ràng đây là một cái cảm giác của bóng đè. Bà nhìn bà Nguyện mà không sao gọi được. Bà Nguyện lấy một cái hộp trong tủ lôi ra, lúc này thì bà cố nhìn theo xem nó là cái gì, thì hóa ra đó là cái hộp phấn con công cụ bà được một cô của đoàn dân công cho, vẫn để dành cho các con khi nào có hội diễn văn nghệ thì bỏ ra dùng. Lúc này bà mới thấy bà Nguyện đi ra ngoài phòng khách, từ ô cửa phòng nhìn qua tấm màn gió nên đặt chiếc gương đối diện phòng ngủ. Bà mới thấy bà Nguyện từ từ ngồi xuống rồi lấy phấn sáp ra bôi lên mặt, trang điểm rồi lại tô son nữa. Trời ơi, bà Nguyện vừa trang điểm nhưng mà mắt bà không hề mở, tay vẫn vẽ những đường nét trên mặt một cách trang điểm rất là đậm mà rất là chuyên nghiệp luôn, làm cho khuôn mặt hiền lành của bà Nguyện trở nên vô hồn như một bức tượng đúc bằng thạch cao. Bà của Ca nhìn bà Nguyện vừa trang điểm chăm chú theo dõi, nhưng bất ngờ lúc mà bà Nguyện quay lại thì cái gương mặt trang điểm đậm ấy bỗng nghe cái hàm răng nhuộm đen xì, và chỉ trong một giây đã nhanh như cắt phi đến trước mặt bà của Ca. Lúc này dưới cái ánh trăng lờ mờ, bà mới nhìn thấy gương mặt của bà Nguyện ghé sát cái gương mặt trắng sáp ấy vào vách màn, rồi hỏi bà rằng: "Chị à, chị thấy em có đẹp không?" Rồi bà Nguyện giữ nguyên cái nụ cười ấy, nhìn chằm chằm bà không chớp mắt. Hai mắt của bà phải đối diện với cả cái gương mặt ấy một phút không cựa, không nói được. Một cái thứ cảm giác bất lực sợ hãi tột cùng, nhưng không có một cách nào để thoát ra. Rồi bà Nguyện từ từ quay người bỏ ra ngoài. Lúc này thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tức thì một lúc sau bà Nguyện lại quay lại, nhảy vào người bà mà thét lên rằng, vừa nhảy lên người vừa hét: "Mày bị lừa rồi, tao đâu có tha cho mày dễ đâu." Cái cảm giác khó thở xâm chiếm lấy bà của Ca, rồi bà ngất đi lúc nào không hay. Lúc mà bà tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng rõ, có tiếng con gà trống gáy trong vườn và mọi người đã lục đục dậy cả rồi. Thì lúc này bà lại thấy chính mình không hiểu sao lại nằm ở trên cái ghế ở ngoài gian chính. Khi bà mở mắt ra thì bà đã thấy bà Nguyện đang ngái ngủ, lại còn ngáp dài nữa. Mặt bà Nguyện không hề có một tí phấn sáp nào nha, mà bà mới ngỡ là à, có khi tối qua bà ngủ mê rồi mộng du. Nhưng mà kỳ lạ thay là lúc mà bà tỉnh dậy thì bà mới nhìn thấy trên cái áo cánh của bà ấy, vô tình lại có in hình một cái mặt người nha. Cái mặt người bị lem bởi phấn sáp và còn hằn lên áo của bà một cách rất rõ ràng. Lúc này bà chột dạ và bà mới hiểu được, hóa ra đêm qua có vẻ như bà không hề mơ, mà bằng một cách nào đó tất cả những sự việc xảy ra đêm qua có vẻ như đều là sự thật. Rồi sau cái sự việc ngày hôm ấy thì tai họa liên tiếp xảy đến. Bỗng nhiên ông Út mấy ngày nay cứ khóc cả ngày luôn, khóc đến mức mà cụ bà dỗ thế nào thì cũng không nín. Rồi cái ngày hôm ấy ông Út lên cơn sốt co giật, phải gọi bác sĩ ngoài trạm vào khám mà cũng không tìm được ra bệnh. Chỉ thấy ông khóc ré lên, mặt tím tái đi như người sắp hết hơi. Cụ bà bế ông lên trạm xá thì ông ngừng khóc luôn, nhưng người ông lả đi, lịm dần và hai mắt lạc thần, người thì mềm nhũn ra. Và rồi ông Út mất luôn chỉ sau có mấy hôm mà không ai biết nguyên nhân là gì. Thời ấy hẵng còn nghèo, nhà cụ chỉ kịp đóng cho ông một cái hộp gỗ nhỏ rồi đem chôn ngay trong đêm. Từ cái ngày ông Út mất thì cụ bà đâm ra rất buồn, bà hay ngồi thơ thẩn một mình, có khi lại khóc rưng rức.
Cụ ông cũng buồn nhưng vẫn tỏ ra rất là cứng cỏi, và nhiều khi còn đâm ra nạt nộ, phẫn uất, trách trời trách đất sao nỡ bất công thế. Khi mà em trai mất ấy, bà cũng buồn lắm. Bà lại nghĩ chính cái gương kia đã bắt mất ông út. Có hôm bà đánh liều định cầm cái chày phang cho một cái để cái gương nó vỡ tan, nhưng không hiểu sao cụ ông thấy bà cầm chày định đập gương thì lại quát ầm lên, làm bà hãi quá phải rụt lại ngay. Rồi cho đến một hôm có một sự việc xảy ra khiến cụ ông cũng phải một phen khiếp vía. Xin chào các bạn, lại là mình, cô bé Hà Nội với chuyên mục Chuyện ma dân gian đây. Và cuối cùng cũng đã có một cái sự việc khiến cho cụ ông nhìn nhận lại, và cụ ông từ ngày đấy tổn đến già luôn. Số là cụ ông ấy từ ngày mà ông út mất thì không mấy khi ở nhà, tại vì là nghe cụ bà cứ khóc mãi nên là bản thân cụ ông là đàn ông cũng đông rất là chán nản. Nhưng mọi ngày cụ ông vác cần đi câu, câu đêm ở hồ Bà Chúa Vải. Ở đấy nhiều cá to lắm nên là cụ ông câu được hẳn một xô cá toàn chuối với là cá chê đen thôi. Và ngày hôm đấy thì cụ chắc mẩm là sẽ đem kho giềng thì ngon phải biết. Cụ ông vừa xách về đến cửa nhà thì bên trong ấy, dưới cái ánh đèn dầu từ ban thờ hất lại, có một người đàn bà xõa tóc. Lúc này ông nghĩ đấy là cụ bà, lại khó ngủ nên dậy uống nước thôi. Nhưng mà khi mà ông nhìn kỹ lại ấy, thì người này chỉ độ khoảng 25-26 mà trông còn trẻ lắm. Dáng điệu mảnh mai, không vai u thịt bắp như là phụ nữ nông thôn đâu. Cụ ông dụi mắt đến mấy lần, lại ngẩn ra chưa biết người này là ai mà lại vào nhà đi lại lần mò cái gì. Thì cụ ông định quát, bỗng nghe có tiếng nói. Mày về rồi à, tao đi tìm mày cả đêm tròn mà không thấy. Mày không tin tao hôm nay tao cho mày gặp. Cụ ông dụi mắt thêm lần nữa thì không còn thấy người đàn bà ở trong nhà nữa, mà lại nghe thấy cái tiếng nói nó phát ra rất gần, gần lắm, như là ở sát ngay bên cạnh ông ấy. Ông quay ngang rồi nhìn sau lưng cũng không thấy có người. Và cho đến khi cụ ông nhìn xuống cái sâu cá mà đang cầm trên tay thì cụ ông mới nhận ra cái tiếng nói ấy nghe thì rất vô lý, nhưng thực tế lại phát ra từ mồm cái con cá trê mà nó đang mấp máy như thở ở trên tay của mình. Đến lúc này cụ ông sợ quá, ông ném vội sâu cá xuống nền giếng và chỉ nghe trong miệng con cá trê là có tiếng người cười thôi. Lúc này ông mới điên tiết lên, ông vớ lấy cái chày, ông vừa đập, đập thật mạnh cho đến khi là cái đầu của con cá trê luôn, máu của con cá nó mới bắn lên mặt đất, hôi tanh lởm lợm. Lúc sau ấy, cụ ông mới thấy bàn chân của mình nó bắt đầu đau nhói. Thì khi mà nhìn lại thì hóa ra mọi người biết sao, cái chày cụ ông đập ấy không phải đập vào đầu con cá mà lại đập vào chính ngón chân của mình đến tóe cả máu. Thế lúc này cụ mới la toáng lên, cái chân toe toét làm cụ đau muốn khóc không ra tiếng. Khi ấy cả nhà nghe thấy tiếng thì mới trở dậy. Mọi người thấy cụ nằm lăn lóc kêu đau ngoài thành giếng thì đỡ cụ ông vào nhà. Lúc này bà mới hỏi, thầy nay sao thế, thầy đi đâu mà để gạch nó rơi vào chân chảy hết cả máu ra thế này? Thầy chờ con, để con đi nhai lá chuối, con đắp cho thầy. Cả nhà làm đủ mọi cách để sơ cứu nhưng mà ông vẫn không hết đau. Sáng dậy chân cụ ông sưng lên thâm đen cả vào, nên là mọi người đành phải đưa cụ ông lên bệnh viện thị trấn nằm ở đó để người ta tiêm giảm đau. Và hồi đó là dùng được cả kháng sinh rồi mọi người ạ. Mình rất bất ngờ mới biết luôn đấy mọi người. Thì khi mà rửa bằng băng bông, thay thuốc xong, nhưng mà chân cụ ông càng ngày càng sưng to mà không thấy khỏi và cũng không thấy đỡ. Sau cùng cuối cùng là ba ngón chân của cụ bị hoại tử và phải đi cắt mất. Cụ ông thì từ ngày hôm đấy vừa tức vừa sợ, nhưng vẫn cố chấp, bảo là nếu mà có ma thì con ma nó ở đâu đó vào, chứ không thể nào là ở cái gương được. Nhưng mà được một cái là cụ mới đồng ý cho cụ bà mời thầy cúng, nhưng mà phải mời kín kín thôi, mua vàng mã y thôi, kiểu cán bộ xã người ta thấy họ bắt được thì xấu hổ mà lại rất là khổ. Thế là cụ bà mời ngay một ông thầy cúng nào ở một làng xã rất là xa. Thế là cụ bà được lời như cởi tấm lòng, bà mới mời ngay một ông thầy cúng ở một làng rất là xa về. Thấy người ta đồn nhau là ông thầy cúng này cúng hay lắm, biết nhiều phép với cả nhiều bùa. Khi mà cái ông thầy cúng đến nhà mới bước vào ấy, thì ông đã bảo ngay, úi dồi ôi, nhà mày có ma này, con ma nó to lắm, nó ở ngay cái cây mít nhà mày đấy. Khi mà cụ bà nghe được ông thầy cúng nói câu đấy xong ấy, thì cụ biết ngay là ông này nói không đúng, nhưng vẫn chờ xem là ông đi vào nhà hẳn hoi xem ông có phán gì thêm không. Mà ông ấy cứ đinh ninh là ở cây mít này có ma, rồi ông đòi đóng đinh dán bùa vào cây mít ngoài sân. Thế cụ ông trong nhà tức lắm, mới lẩm bẩm bảo, cái thằng cha thầy cúng này điên à, lại mang ở đâu về cái thằng thầy dởm thế này. Thế lúc này cụ ông rất là cáu tiết, thế là ông vừa chống nạng ra sân, ông vừa hỏi ông thầy cúng, ê, nhà thầy bảo có ma thì cái con ma ấy là đàn ông hay đàn bà, mà nó bao nhiêu tuổi, già hay trẻ, to hay lớn, béo hay gầy? Ông thầy cúng chắc nịch nói rằng, ê, là đàn ông, mà đàn ông độ 40 tuổi, mà là người Tàu, không phải người mình đâu nha. Thế khi mà nghe xong ý, thì cụ ông đâm ra chán hẳn luôn. Ông mới đưa cánh mắt nhìn cụ bà. Lúc này bà của ca ở trong buồng vừa buồn cười vừa bực ông thầy dởm ăn nói hàm hồ, rồi bắt đầu nghe thấy bố của mình quát to lên, thưa thầy, nhà tôi thấy đây là cái con ma đàn bà, nên là mời thầy đi về ở trong, mời thầy, bà nó, tiễn thầy về đi. Ông thầy cúng bị đuổi thì điên tiết nổi đoá lên, mới quay ra chửi, điện sư cha nhà mày mời ông đến rồi đuổi ông, ma đã bắt cả nhà mày thì lần sau mời ông đến à, còn lâu ông mới đến nhá. Nói xong ấy thì không hiểu của ông vớ đâu được ngay, mới giơ lên vừa dọa, cút ngay, mày có muốn ông bổ trong cái không?
Vừa nói được đến đó xong thì cụ ông bấp ôm ngực thở dốc và ngồi phịch xuống hiên nhà mà thở. Và cho đến một hôm bà của ca đang nằm ngủ trưa trên cái chõng tre dưới bếp thì ngoài cổng đi vào một đứa bé con mà bà không nhìn rõ mặt. Bà biết rõ đứa bé con này là con trai nhá. Chỉ thấy đứa bé này tầm 2-3 tuổi thôi mới kéo lấy tay của bà ca mà bảo là: "Chị Mai ơi, chị Mai, ngày mai á có người ăn xin vào đây, chị nhớ đón người ta vào và cho người ta ăn đàng hoàng nhá." Cái đứa bé đấy trong mơ nói chưa dứt thì bỗng nhiên bà mới thấy có một người đàn bà mặt mày dữ dằn chạy xuống bếp đuổi đứa bé con chạy đi rồi nhào lại bỗng nhiên cổ bà. Lúc này bà dãy giụa một hồi nhưng mà bà ta vẫn cố gắng đưa tay bóp thật mạnh, vừa bóp vừa nghiến răng ken két. Mà bà của ca thì cũng không vừa, bà kể là bà biết ngay nó là cái con ma đàn bà trong gương nên là bà cũng cựa lại mạnh lắm và bà ngã luôn xuống chõng. Thì giật mình mở mắt tỉnh lại mới biết là mình đã mơ thấy ma, nhưng đoán là đứa bé kia lại chính là ông út về báo mộng một cái chuyện gì đấy cho gia đình sắp đến. Cụ ông chưa khỏi hẳn chân thì đã bức bối đòi đi chơi rồi. Ngày hôm sau ấy độ 10 giờ sáng thì cụ ông vẫn đi đánh cờ chưa về. Cụ bà thì ra đồng thăm lúa rồi đi tắt nước. Có mỗi bà của ca ở nhà nấu cơm cùng với cả bà Nguyện thôi. Bà mới lúi húi thổi cơm rán cá nấu canh cua, thi thoảng độn vào đấy vài miếng khoai miếng sắn. Thì ở cổng bà trông thấy có một người ăn xin quần áo rách rưới lắm, đi vào nhà bà để xin ăn. Bà hai vội chạy ra đuổi thì bà mới ngăn lại. Bà của ca đón người ấy vào trong sân, để cái ghế con cho người ấy ngồi, rồi mang cho ông ấy một cái cốc nước vối. Lúc này trong lòng bà hơi trộn rộn vì thật sự nó quá ứng với giấc mơ của ngày hôm qua. Khi mà ông ăn xin thì ông đỡ lấy thì ông uống một hơi hết sạch, mặt mũi thì lem nhem vì bụi bặm và nắng gió. Lúc này bà của ca mới nhìn cái nồi cơm thì thấy vừa chín tới, bà mới xới cho cái người đàn ông ăn xin một bát cơm độn, thêm vài miếng khoai lang và gắp cho ông ấy một con cá rô đồng dầm với chút nước tương, múc thêm cho ông hẳn cả một cái bát con canh cua nấu hoa thiên lý nữa. Tiếp đãi như vậy ở thời ấy là rất thịnh soạn rồi. Thì ông ăn xin ăn ngon lành, ngấu nghiến như là người đói ăn lâu ngày ấy. Và khi thấy ông ăn xong thì bà mới bảo là: "Bác ơi, bác ăn rồi bác đi ngay nhá, không là bố cháu về là bố cháu nạt nộ sợ lắm. Bác ăn rồi thì đi mau, đừng dại mà làng vàng ở đây bác ạ." Người ăn mày nghe bà nói xong thì không nói gì, chỉ có nhìn lén lén vào trong nhà như có ý dò xét gì đó. Mãi một lúc sau mới chịu rời đi. Và từ cái ngày hôm đó, người ăn mày cứ lượn lờ quanh nhà bà thôi. Và khi thì ngồi gần cổng, lúc thì ngồi đầu ngõ. Có người đuổi mãi mà cũng không chịu đi, cứ quanh quẩn nhòm ngó vào nhà bà. Lúc này thì bà lại nghĩ là người ăn xin này có khi là quen mùi, thấy mùi thì ăn mãi, cho ăn một lần lại muốn ăn đến lần thứ hai. Nhưng mà khổ cái là bà tính thương người, bà lại thi thoảng hay rúi cho ông ấy mấy củ sắn luộc, khi thì là khoai lang luộc. Ông ấy có nhận nhưng mà nhất định ông ấy chỉ quanh quẩn ở đấy thôi. Khi mà bà cho mãi thì bà cũng bực, nên là mỗi lần bà nhìn thấy ông ấy, bà liền tảng lờ đi, không đả động gì cả. Thì gần một tuần lễ như thế, con ma ở trong gương kỳ lạ là một tuần yên lành không thể hiện ra trêu ghẹo ai trong nhà hết. Và bà đinh đinh chắc có lẽ là nó bỏ đi rồi. Bà nghĩ như vậy thôi, nhưng mà đúng vào hôm rằm tháng 7 nhá, lúc đấy trời đã khuya rồi, thì cụ ông mới đi ăn cỗ ở dưới quê, người ta dỗ họ, nên là cụ ông hôm đó sẽ không ở nhà. Mà nhà lại không có đàn ông, nên là ba mẹ con của bà sợ lắm, rủ nhau vào phòng cụ bà, và ba mẹ con nằm ôm nhau không dám chợp mắt đêm ấy luôn. Đến độ khoảng 3 giờ sáng thì cả ba đã ngủ thiếp đi rồi, bỗng lại nghe thấy cái tiếng ông út về lay lay bà mà gọi là: "Chị Mai ơi, chị Mai, nhanh lên, chị ra cứu mẹ đi, mẹ bị con kia nó dụ ra giếng rồi." Thế nghe thấy như vậy xong ấy, thì bà của ca ấy bật dậy và khua bà Nguyện, hai anh chị em chạy ra ngoài, thì vừa lúc thấy cụ bà đã trèo lên đứng hai chân ở trên thành giếng rồi mọi người ạ. Trong màn đêm và ánh trăng lờ mờ, bà nhìn thấy cụ bà quay lại, nhe răng cười, lao đến thì không kịp nữa rồi. Vì lúc này cụ bà nhảy luôn một cái xuống giếng mà chìm nghỉm luôn. Lúc này bà với bà Nguyện mới kêu làng kêu nước đến khản cả cổ, mà người làng không ai nghe thấy. Nhìn xuống giếng thì thấy cụ bà trồi lên khỏi mặt nước, lại cứ nhe răng cười khanh khách ở bên dưới mới sợ chứ. Hai bà gọi mẹ thế nào không tỉnh, mà một lúc sau thì cụ bà như bị con gì lôi thụt ngay xuống. Hai chị em lại không ai biết bơi, vừa kêu khóc vừa không biết làm thế nào, thì bỗng nghe thấy tiếng soạt một cái và một cái bóng đen nhanh thoăn thoắt nhảy từ bờ tường bên ngoài đường vào. Cả hai còn đang bàng hoàng thì người ấy nắm lấy cái gầu nước nhảy xuống giếng. Cái giếng này thì nó rất là sâu nha, mà đường kính rộng như là cái giếng làng ấy, tại vì cụ ông lúc trước mới nhờ mấy anh dân quân đào hộ. Cụ ông tính là đào to ra để dùng cho thoải mái vì trúng được mạch nước ngầm. Thì hai bà mới thấy người kia lặng ngủ ở bên dưới, mò tìm một lúc. Hai chị em chống ngực đập thình thịch, lo cho cụ bà lắm, nhưng may quá một lúc sau thì hai chị em thấy cái người trồi lên rồi nắm lấy cái gầu giật giật, bảo hai chị em kéo mẹ lên, và ông ấy dựa lưng vào thành giếng từ từ đạp mà leo lên. Hai bà thì trợ lực kéo. Nói chung là con gái nhà nông rất là khỏe, sức vóc không thua gì đàn ông. Cụ bà đã mềm nhũn ra rồi lúc mà vừa được đưa lên ấy. Mọi người vừa đặt cụ nằm xuống thì cụ ho lên sặc sụa rồi nôn hết ra đất, nhưng mà nôn ra toàn nước thôi. Cụ bà lúc này như kiệt sức, cứ lấy hơi mà thở. Nhìn kỹ thì có phải ai lạ đâu. Bà của ca mới bàng hoàng, hóa ra cái người mà đã giúp đỡ mình ấy, chính là cái người ăn xin vẫn quanh quẩn quanh nhà mấy ngày nay. Lúc này thì bà cảm động quá, lại hối hận vì ngại, vì đã đối xử với ông ấy không tốt, lại còn nghĩ xấu cho người ta. Ông ấy như hiểu được tâm ý của bà, ông ấy liền nói là: "Các cô xin đừng ngại,
Các cô là người có ơn với tôi và tôi xin trả ơn là cứu lấy người nhà cô một lần. Tôi nguyên là thầy phù thủy, họ Mai tên là Hà, nhà tôi ở tận Thái Nguyên cơ. Chẳng may 2 năm trước tôi có phạm húy và các ngài, nên là các ngài hành tội bắt đi ăn mày để giúp đời và chịu cảnh đói khổ. Tôi đến nay đã sắp hết kỳ phải tội mà không hiểu sao lại nhân duyên gặp đúng nhà cô, nên là tôi muốn nhờ cái duyên trời này để tích đức thôi. Hôm trước tôi còn đáng lại đây vì tôi vô tình thấy trong nhà này có tới 2 con ma to lắm. Một con ấy là chắc chắn ở cái gương trong gian chính nhà cô, còn một con á, nó nằm ngay ở trong cái dương gỗ đựng quần áo ấy. Nói xong thì ông ấy đỡ cụ bà ngồi dậy dưới bếp rồi đưa cho một chuỗi hạt có gắn cái chuông nhỏ và dặn là cứ đeo ở tay. Sau đấy ông thầy nói tiếp: tôi tính tuổi rồi, bà cụ nhà mình tuổi rắn nên hợp với nó, thành ra nó bắt được. Còn tuổi cô là tuổi cọp, nó chỉ dọa nạt được cô thôi chứ không bắt được cô đi đâu. Cái gương này chắc là nhà mình mang ở đâu về, vì bình thường tôi thấy đồ của gia đình không mấy khi có ma quỷ ẩn ở bên trong được đâu. Nghe thầy nói hay quá nên là bà xác nhận là đúng và kể lại cho ông Hà nghe rằng cụ ông vốn là hôi của được cái gương này từ anh bán đồ cổ, chẳng may bị cảm mất dọc đường. Vậy là ông thầy Hà mới bảo luôn: tôi đoán chắc ông cụ không chỉ lấy mỗi cái gương đâu mà còn lấy cả cái gì nữa cơ. Vì thật sự ngoài con ma đàn bà kia thì còn có một anh con trai trẻ lắm hay trốn ở dương tủ quần áo ấy. Mà mọi người biết ấy, cái cậu út nhà này mất là cũng vì anh ta đấy. Nhưng mà cả nhà đừng lo nha, cậu út nhà ta là vốn là người âm, phải tội nên bị bắt lên đây làm người. Giờ hết kỳ hạn thì tòa âm bắt về cho phục chức, nên là cả nhà không phải đau buồn làm gì. Có sống được ấy thì cậu ấy cũng không quá được 15 đâu, nên thôi, cậu ấy đi sớm cho gia đình bớt đau khổ. Nghe thầy nói xong, cụ bà lại gào lên khóc giữa canh khuya. Cụ bà khóc lóc được một hồi thì trời cũng sáng. Ông Hà lúc này xin đi tắm gội, cạo râu, và rõ là một ông tuổi gần 50, hai mắt hiền từ và ra cái cốt cách là người có học, rất là điềm đạm và tử tốn, không khoa môi múa mép buôn thần bán thánh như những người khác. Nhìn ra đã thấy toát lên một vẻ gì đó không hề tầm thường. Ông thầy Hà vào nhà bê cái gương ra giữa sân, đặt nó ở giữa lúc chính ngọ mặt trời đỉnh đầu, thì khảo bằng cái hèo bằng gỗ mà bảo rằng: mày ở đâu? Sao một người ta? Nói xong thì ông gõ cái hèo xuống đất nghe chan chát. Một hồi như thế thì trán ông Hà đã lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau ông ấy đứng dậy bảo: cả nhà ơi, con này nó khai rồi, tôi kể cho bà với cô sẽ rõ. Con này nó khai nó tên là Xuyến, sinh năm 1872, người ở Khoái Châu. Ngày trước nó là con một ông địa chủ có tiếng giàu có ở Khoái Châu, sau thì làm vợ một anh người Tây đi lính cho Pháp. Sau này ra Hà Nội, nhà ở tận Phú Khâm Thiên. Con này nó lấy phải thằng chồng hay rượu với cả là đi gái gú, nên là chị ả ghen lồng lộn, hay chửi mắng nó bằng tiếng Pháp. Rồi con ả này cũng đi trai gái để trả thù cái thằng Tây kia. Các bạn, lại là mình cô bé Hà Nội đây. Cuối cùng thì câu chuyện chiếc gương cổ của cụ đã đi tới hồi kết. Sau khi ông thầy Hà cho gia đình biết được thực hư câu chuyện thì các tình tiết sau này ông thầy nói ra cho gia đình càng lúc càng khiến người ta cảm thấy gay cấn và phục ông thầy hơn. Chuyện là con ma trong gương vốn là vợ của một tay lính Tây đầu quân cho Pháp, do hôn nhân không hạnh phúc nên anh ả đều ngoại tình. Cho đến một hôm thì thằng lính Tây ấy nó uống rượu say mềm, nó có về nhà xách theo cả hoa cải. Con này thì đang đeo bông tai với là ăn mặc rất là đẹp, đánh son đánh phấn để đi chơi với trai. Con này nghe thấy xong cũng trả lời rất là láo toét rằng là: tao đi đánh ấy. Thế là anh ả cãi vã, con này chẳng phải dạng vừa. Trong đêm tối mịt mùng, khi mà cái hơi men len lỏi vào trong câu chuyện lại bất đồng ngôn ngữ, thằng Tây nó đang có sẵn tí men, nó nhìn thái độ bất cần của con vợ, nó mới tức chí nó chửi ả bằng một câu tiếng Pháp. Rồi sẵn là đang có hoa cải trong tay, nó mới dí vào mặt ả ta. Con ả này thì cũng không vừa đâu, nó vừa gào giống lên, nó vừa gào nó lại vừa thách thức thằng này. Nhưng mà chẳng kịp thách thức được bao lâu thì đoàn một cái, thằng Tây đen tiễn ngay ả bằng một phát hoa cải. Lúc này tươi bắn tung tóe nhuốm đỏ chiếc gương mà ả thích nhất, và ả đã vĩnh viễn im lặng. Khi mà tỉnh lại, thằng Tây đen cũng đau khổ mà về với đất mẹ, kết thúc cái chuyện tình ngang trái. Hồn ma của con này nó chết trẻ lại lâu năm ở trong cái gương này, nó đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình và cũng đã hại rất là nhiều người. Mới lưu lạc đến đây, nó nói rằng là nó rất là hận, bởi vì nó mất trẻ nên nó ghét những cái đứa nào đẹp hơn nó, và nó ghét những cái gia đình nào hạnh phúc hơn gia đình nó. Nó sẽ làm mọi cách xúi bẩy cho người ta tan nát gia đình. Cái giống ma trong gương này mà, nó rất là độc địa. Nó biết rõ chúng ta như thế nào qua ảnh phản chiếu, nhưng ta thì lại không thể sờ tới nó được. Ông Hà kể đến đây thì ông thầy lại nói tiếp như này. Ông ấy nói rằng là cũng rất là may là cô và bà không đập cái gương, nếu không ấy thì hậu quả sẽ rất là khôn lường. Và giả như người nào mà đã bị nó bắt ngồi trang điểm trước gương mà nhà ta không may đem đập gương đi, thì rồi cái vong hồn sẽ ám ảnh, khiến cho gương mặt của cái người nó chọn sẽ rách nát, y hệt như cái gương đó vậy. Nói đến đây thì bà của ca mới nhớ ra là cái đêm hôm mà bà nguyện dậy trang điểm ấy, thì đích thị có lẽ như là con ma nữ này đã chọn bà nguyện rồi, không sai được. Và cũng may là hôm ấy bà của ca không đập vỡ cái gương, chứ nếu không thì hôm nay nhất định là có chuyện to rồi. Đấy thì ông thầy xin phép vào trong nhà để xem xét, thì cụ bà cũng đồng ý. Vừa vào đến buồng ngủ của cụ thì ông Hà mới quay ra bảo với cả bà của ca là: cô lật cái đống chăn chiếu ở dưới lên xem trong ấy nó có cái gì. Lúc này bà của ca mới lật cái dương gỗ ra, mò ở dưới đáy một lúc thì lôi ra được một cái hộp gỗ màu son. Khi mà bỏ ra thì bên trong lại
có một cái chiếc dây chuyền bằng ngọc trai và bọc bằng bạc ở bên ngoài. Nhìn thôi đây đã biết rằng nó là một món đồ rất giá trị, cả về vật chất lẫn giá trị khảo cổ. Lúc này là bà đoán rằng là cụ ông đã thó mất của người ta, nhưng mà sợ có người đòi nên mới giấu vào đây, cứ tưởng chết là hết mà họ lại theo về đến tận nơi để họ đòi của họ. Thì đúng lúc đấy, ngoài cổng có tiếng cụ ông về. Cụ ông nhìn thấy thì nạt nộ om sòm. Cụ ông cứ oang oang nói: "Ôi dồi ôi, lại ma quỷ gì mà chúng mày lôi cả gương ra sân thế này? Mẹ con mày định bày cái trò gì đây? Chúng mày thích đập gương không thì ông đập bỏ nó đi này." Khi mà nghe cụ ông nói thế thì ông thầy Hà vội vàng chạy ra để ngăn lại luôn. May quá lại vừa kịp lúc cụ ông đang định xuống tay, thì cụ ông lại thấy có một người đàn ông lạ mặt chạy ra từ trong nhà mình. Cụ cũng không nhận được đây là người quen hay là người lạ, nên là cụ ông mới hỏi: "Mày là thằng nào? Sao lại ở trong nhà của tao?" Ông thầy Hà biết tình hình nên hết sức giải thích, nhưng cụ ông vẫn rất cố chấp. Khi mà nghe chuyện xong mẹ còn có chút khinh miệt mà thách thức: "Nếu mà thầy giúp được ấy thì xin thầy giúp cho ba cái ngón chân của tôi mọc lại hộ tôi cái. Chứ cái giống thầy bà, thằng nào cũng là lừa đảo cả." Nghe đến đây, ông thầy Hà cũng không vừa mà đáp ngay: "Ngón chân thì tôi không giúp được, nhưng mà tôi bắt được cái người đứng ở đầu giường của ông mỗi đêm mà chui ra từ cái hòm gỗ ấy đấy." Nghe đến đây xong thì cụ ông bỗng đổi giọng, sắc mặt xám xịt. Cụ ông nghẹt ra một lúc rồi bắt đầu mới thều thào nói rằng: "Thưa thầy, nhà tôi vô lễ quá. Dạ, tôi rước thầy vào nhà, tôi có mắt như mù, mong lần này thầy bỏ qua cho. Thời buổi này lắm thầy nhiều ma nên là tôi mới cư xử như thế, mong thầy đừng giận tôi nhé." Thế lúc này ông thầy bà Hà mới hỏi rằng là: "Tôi hỏi bác nhé, ngoài cái vòng bác lấy, bác còn lấy cái gì của người ta không?" Thì cụ ông chối luôn, cụ ông bảo là thưa thầy là hết rồi. Và lúc này rất là lạ là cụ ông lảng tránh ánh mắt của ông thầy Hà. Ông thầy Hà nghiêm mặt mới nhìn thẳng vào mặt cụ ông mà bảo: "Tôi biết là bác lo nói dối, nếu mà bác không nói ra thật ấy thì tôi không giúp được cho nhà bác đâu." Thế lúc này cụ ông mới ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng cụ ông cũng thú tội. Cụ ông thú tội rằng là cụ còn nhỡ lấy một chiếc nhẫn quý, và cái chiếc nhẫn ấy đang chôn ở dưới gầm giường. Nói rồi cụ ông mới moi ra từ chân giường lên một cái nhẫn đeo chân bằng vàng nặng ngọc nha, đưa cho ông thầy Hà. Ông thầy Hà đưa cái nhẫn lên soi thì ông thầy Hà nói ngay: "Đây là chiếc nhẫn gia bảo nhà người ta. Hèn gì cái anh chàng đồ cổ mà đã mất kia ấy, không theo ai hôi của mà lại theo mỗi cụ ông nhà này để đòi lại cái nhẫn vàng gia bảo của nhà họ." Thế ông Hà liền bảo bà của ca đi mua lấy một thẻ hương, thì bà đi mua về ngay. Sau đó ông thầy làm phép gì không rõ, ông mới rút ra 3 cây hương và đi vào buồng ngủ rồi chắp tay khấn vái. Khấn một hồi lâu thì ông lại bảo người nhà đi xuống bếp lấy ít cho bếp lên đây. Sau khi ông rắc cho bếp xung quanh nhà, có một điều rất là kỳ lạ xảy ra. Giữa ban ngày mà dưới cái lớp cho bếp lại có dấu chân của người đang bước ra từ ngoài cửa. Rồi là ông thầy mới lăn cái nhẫn chạy một mạch ra cổng. Cái nhẫn cứ lăn dưới đất không dừng lại được, mà như có một cái lực nào tác động vào đó khiến nó không thể nào mà đứng lại được. Đến lúc này thì ông thầy Hà mới quay lại giải thích: "Cái người thanh niên ấy đã đi rồi, anh ta chỉ là muốn lấy lại cái nhẫn thôi. Anh ta không muốn hại ai cả. Cậu út nhà này mất là do số. Cậu út này chỉ không sống quá được 14 tuổi mà ở dưới âm đã gọi cậu ấy về sớm hơn rồi, nên là ở dưới âm nhất định sẽ đền cho ông bà tận 2 cậu con trai cơ. Nên là ông bà cứ yên tâm, cái này luật âm rất công bằng, ông bà sẽ không thiệt đâu mà ông bà lo." Nói đến đây thì ông thầy Hà mới nhìn vào cái gương mà than thở: "Hey, chỉ có cái của nợ này thì còn oan ức lắm, nó bị thằng chồng dí hoa cải mà mạng vong. Máu bắn lên gương, cái vết ố mờ mờ mà mọi người nhìn thấy á, chính là cái vết máu nó ngấm vào trong gương đó. Thôi được rồi, tôi sẽ đem cái gương này đi, vì nó là vật rất nguy hiểm. Tấm gương này nó vốn là tấm gương ma, nó thuần âm, nên là chúng ta chỉ nên đặt nó ở nơi có điện thờ thần và thờ Phật thôi, để nó không ra ngoài hại ai được nữa." Ông Hà mới ngỏ ý là muốn mang nó đi, thì cụ ông tiếc rẻ cái gương lắm, nhưng mà cụ ông rất là sợ, bèn bảo: "Thôi thầy cứ đem nó đi, nhưng mà sao thầy không đập quách nó đi?" Thế lúc này ông Hà mới gắt lên, ông bảo rằng là: "Không được, cái gương này là sinh mệnh của cô con gái thứ hai nhà ông đấy, và tôi tin là cô nhà đã bị vong hồn dẫn dụ, trong vô thức đồng ý với nó điều gì đó. Dám nói là cô nhà hẳn đã trang điểm và chải tóc lúc ngủ ở trước cái gương đó rồi, và cô nhà làm điều này nhất định là trong vô thức mà không hề hay biết. Nên nếu mà chẳng may cái gương nó vỡ ấy, thì con gái ông cũng sẽ nguy to." Thế nói rồi ông Hà che tấm gương lại, cho vào một tấm vải đỏ, khoác nó lên vai. Lúc mà ông Hà định từ biệt thì cụ ông mới ngăn lại và bảo rằng: "Thầy ơi, thầy ở đây, tôi đi mượn con xe đạp chở thầy ra đường lớn." Nói rồi là cụ ông đi mượn xe đạp chở ông thầy Hà ra đường cái. Khi từ biệt, mọi người chỉ nhìn thấy bóng một người đàn ông gầy gò, đeo một cái gương ở trên lưng, đầu đội nón rơm, đi giữa đường đá sỏi đang hập lên chang chang giữa trời nắng. Cụ ông nhìn theo không chớp mắt, và trong lòng còn rất thắc mắc vì cảm thấy người thầy này còn nhiều điều bí ẩn chưa biết phải giải thích làm sao. Mọi thứ cứ như một sự tình cờ đến vô lý. Khi cụ ông về nhà, đúng như lời ông thầy quả không sai, hẳn là sang năm sau thì cụ bà mang bầu và sinh đôi được 2 ông con trai là 2 em út của bà của ca bây giờ. Hiện tại 2 ông đều sống khỏe và thành đạt cả. Và vô tình là cũng ngay trong năm đó bà cũng đi lấy chồng. Từ đây lại bắt đầu một câu chuyện khác rất ly kỳ, và thực sự cuộc đời bà có nói là
Cuộc đời bà là chuỗi những điều mà bà được chứng kiến mà không có khoa học nào giải thích được. Còn bây giờ thì các bạn đừng ngại mà hãy theo dõi mình để tiếp tục đón xem những series ma dân gian mới nhất trên kênh TikTok của bé Hà Nội nhá.